được không bà? Có sổ giỏ không? Cho con mượn có sổ giỏ. Đã thấy hàng bà bán gần gần chợ hả? Có đứa con. Dạ, con hả? Con hả? Dạ. Vậy là bà lớn tuổi hả bà? Dạ, 80 mấy tuổi rồi. Dạ. Con không biết đề nào đó, chờ con xíu nha, để con dò cái hả bà? Thì vậy là hai mẹ con hả? Nhà 12 á bà. 12 kiếm có ha. Để con tự tử. Dạ, để con dò cái. Ngày nào hai mẹ con cũng đạp xe đi bán gì vậy bà? Dạ. Dạ. Có hai mẹ con. Lại con kiểu trở già rồi có hai mẹ con. Dạ. Rồi ông còn không bà? Dạ, trẻ là 30 tuổi rồi. Dạ. Rồi nhà còn ai khác không bà? Nhà bà ở với ai ngoài con bà ở với ai nữa? Ở với hai mẹ con à. Hai mẹ con à? Nhà không ở. Nhà bà gần đó không? Không, ở hẻm Hai Địa á. Hai Địa hả? Dạ. Trời ơi. Đi bán chúng ăn thôi. Không chúng à, dạ. Rồi mua ủng hộ bà ha. Dạ, mấy lợn á. Lấy mọi thứ một tờ đi. Dạ, bà cầm luôn. Ngày bà với chú mà bán được bao nhiêu tờ? 200 tờ, bây giờ bán có 200 tờ. 200 tờ hả? Đóng tiền nhà. Chú có vợ gì không? Không, có vợ mới theo, có vợ mới theo vợ. Trời ơi. Nó bỏ bà già này rồi. Chú này chắc lớn tuổi rồi hả bà? Mấy rồi, mấy rồi. Đây này còn 2 vé, con lấy loại này con lấy hết luôn cho. Để đếm bao nhiêu vé nha. 1 2 3 4 5 mới 8 tờ lấy còn 2 tờ nữa đi. Còn có lót khác không vô? Lấy 2 tờ cho cậu. Có số khác không chú? Có. Dạ. Dạ dạ. Là 100 vé nè, con đếm lại đi chú. 1 2 Dạ con gửi tiền chú ha. Bà ơi, chú ơi, hồi nãy con đứng ở xa con có chụp hình chú nè, con có bắt là khoảnh khắc mà lúc mà hai mẹ con đang dẫn xe đó, con có chụp hình lên là cái này con tặng cho chú với bà. Hồi nãy con thấy chú dẫn xe đạp á. Chở bà đi bán nè, bà trong hình nè, bà thấy không? Dạ thấy. Rồi con đứng từ xa con chụp hình. Dạ. Dạ tặng bà làm kỷ niệm thôi. Dạ, vậy giờ dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Bà thứ mấy vậy? Dạ thứ tư. Bà tư hả? Dạ. Dạ bà tư 80 mấy tuổi rồi bà, thấy bà dạ. Còn khỏe chứ ha? Dạ. Trời ơi, dạ. Uống thuốc rồi làm dữ lắm. Dạ hả bà? Dạ. Chứ dạ khoan, bà đợi con cái, con có này cho bà nè. Uống thuốc là dữ lắm chứ không uống. Dạ. Nè con gửi bà tài tặng bà cho giàu ha. Để bà trả. Chú đang dạ. Cảm ơn nhiều lắm nha. Chú giữ kỷ niệm ơi chú. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Rồi thôi con về nha bà. Dạ. Khi nào chúng tố kiếm luôn. Chúng con qua đây gặp bà phải không? Dạ. Dạ. Thôi rồi, bà đi bán tiếp ha. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Bây giờ tặng cho bà với chú tấm hình, nói chung thấy chú cũng vui lắm. Chung hai mẹ con tuy lớn tuổi nhưng mà vẫn đi bán, nhưng mà đạp xe vậy thì những cái khu vực đây là nóng gành địa chỉ bên đây để là khu vực 4 phường An Khánh thành phố Cần Thơ, thì hai mẹ con hay bán gần đây nè, gần chạy lướt xíu là tới bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ rồi.